chưa bao giờ BBT phân phối Lazada nhiều hàng như bây giờ. Để đi, chưa bao giờ. Tại vì triết lý phân phối hàng của BBT giờ khác rồi. Tập quá biến, của bắp biến, láo cá biến. Đối tác mà không có yêu gym, đối tác kinh doanh kiếm lời biến luôn. Đó, giờ Duy Nguyễn gắt vậy đó. Bởi vậy giờ là sau 10 năm Duy Nguyễn định hình mà BBT giai đoạn 2, bạn nhớ chưa? Năm bắt xung vầy ta khép nghiệp đế vương gì đó là khép là giai đoạn 1 rồi. Những cái gì đó nó khép lại giai đoạn 2 là gì? Đi vô quality. Đi vô quality. Thì, ngày xưa phân phối nhiều hãng, mỗi hãng vài sản phẩm, bây giờ phân phối ít hãng lại, chiến lược hơn, tạo cú đấm thép vô thị trường. Khi mà cái tiết diện càng ngắn thì cú đấm lực càng mạnh đúng không? Và bây giờ bạn thấy coi Duy Nguyễn phân phối Lazada. Mà ông Lazada này cũng giống tôi nữa nè. Ông cũng bỏ mấy cái luôn rồi. Ngày xưa bạn nhớ ông có vitamin nữa đúng chưa? Ông có một phát banner nữa, bỏ luôn. Bỏ luôn, nhưng mà ông Lazada bây giờ giống tôi, trường phái là không tin cà phê. Nên ông không có cà phê. Đó là những dòng tâm sự mà hai anh em email nhau mới biết nha. Nên là sản phẩm Lazada nghiên cứu là một thằng pump rất là tuyệt vời. Mà không chứa cà phê. Mà không chứa retin xàm luôn mới hay, mà không chứa betanolin luôn. Tức là Lazada dám đá ba cái thằng mà giống như là biểu tượng của súp. Biểu tượng của súp luôn. Tại sao? Tại tụi nó rẻ, người ta mua nhiều thành biểu tượng thôi chứ gì đó. Nó đá ba thằng nó ra, rụng ra một cái rồi cao, không có ba thằng đó. Ngỡ ngàng, ngơ ngác, bật ngửa luôn. Nhưng mà khi mà có ý thức, bạn cảm thấy có gì ngơ ngác, bật ngửa đó, chuyện đó là chuyện bình thường và điều đó tất nhiên phải đến. Và riêng ông Lazada, ông dũng cảm, ông thích, ông dũng cảm, ông thẳng thắn, ông làm được cái đó. Chứ gặp Nhân Tú, ví dụ Nhân Tú đưa sản phẩm VIP đi, Nhân Tú nhét miếng sàm sàm vô để câu khách chắc luôn. Đúng không? Cho tao thấy, đưa cho tao thấy, mặc dù có tác dụng, đưa cho tao thấy để tao biết tao mua. Cũng giống như mấy Olympia hết thời, tự nhiên bị đặt đưa hình như sản phẩm súp, hiện thành video có thường giả mang thôi. Lúc còn thời cũng làm, mấy lúc hết thời xàm. Nó. Nên bạn nói, ở đây nãy ra súp của Olympia này uống được không anh? Không trả lời thiệt á, không muốn trả lời. Còn ông này có hình nè, đâu rồi? Ủa sao này không có hình ổng ta? À này có hình nè. Ông này là ổng đưa từ hồi đầu tiên luôn nha. Từ lúc ổng còn nhỏ luôn. Nó tóm lại vậy, Lazada phát triển ra một dòng quay mà hai sản phẩm. Mà cái thế mạnh của Lazada đó giờ là cái gì? Đó là cái sự tự nhiên, đó là lean body, đó là protein. Cái chính của Lazada đó giờ là vậy. Lazada rất thành công trong lean body. Nói chung về lean body của Lazada là the top of the world. Không ai bằng ông hết á. Ông là nhất luôn mà. Ngày xưa ông có công ở trong cái việc mà đóng góp cùng với chính phủ của thành phố Houston trong chiến dịch chống béo phì. Mỹ mà mập lắm. Vậy thì cái hướng đi của Lazada về protein đó, thì Lazada yêu cầu quan trọng nhất là nguồn xịt, nguồn đẳng cấp. Nên nói về thằng Isoway này á, là Isoway được trợ giá bởi BBT. Chiến lược BBT là muốn bán Isoway này giá rẻ, mặc dù nó tốt nhưng mà bán với giá rẻ. Đen chi có chiêu của tôi kệ tôi. Bởi vì cái sản phẩm này á là nó không có đối thủ rồi. Nếu bạn nói thằng nào đối thủ của nó, cho nó đúng nha, cho nó đúng xứng đáng đối thủ. Và thứ nhất, thằng này là protein isolate tinh khiết an toàn nhất. Mày muốn đối thủ mày phải chung dòng cái đã chứ, mày không thể nào mày sợ được. Sao đâu lấy mấy pha trộn lum nữa. Mày bây giờ về protein đó là cái gì? Quay protein isolate 90, không có 93 nha. 93 là xạo á, 90 là rất là cao xác. Nên hàng này là cái profile cực khủng. Tại nguồn khủng sẽ cho ra profile khủng. Bạn cái profile này nó không in ở đây hết, chỗ in ở đâu nữa? In đâu nữa ba? Các bạn tao thiết kế đẹp như vậy dễ nhìn, ông kêu in đâu? Không lẽ em này là gì? Không, nên thôi muốn coi profile lên web coi. Thằng này nó sẽ có profile khủng nè, EA khủng nè, nguồn khủng nè, nguyên liệu G7. Nguyên liệu G7 thì thôi khỏi ke. G7 là một thị trường rất là khó tắm và tất cả mọi chuyện ở bên đó đều khó hết. Ngay cả vấn đề lao động, vấn đề nhà máy, vấn đề quy trình kiểm tra chất lượng. Nguyên liệu là G7 chứ không phải là nguyên liệu Mỹ không nha bạn. Nói chung làm ăn nhiều khi cái mùi này nó mua nước này, rồi vị này nó mua nước kia. Trường hợp tự nhiên bò bên Mỹ giá này nữa, lúc này nó hơi cao, tôi mua bên Úc đồ. Nó cái đó thì có chứ không có. Chứ còn đỡ mẹ nó mua bên Trung Quốc chứ. Nên đây là một sản phẩm rất là cao cấp, và tôi nghĩ là các bạn mà kinh tế yếu, kinh tế vừa nên xài. Không nó sẽ hối hận chết luôn. Hối hận lắm, tại vì được trợ giá mà các bạn. Thành phần thấy không? 73 liều, mỗi liều 25g. Nó không có fighting amino luôn. Nên cái sản phẩm này là rất là đáng đồng tiền bạc gạo. Nó không có mắc. Nó không có mắc như thằng này. Như thằng này tôi nói nó tốt. Nhưng mà tôi không có tha thiết kêu các bạn phải dùng. Tại tôi biết các bạn ở đây, những người coi video có một số người kinh tế yếu dùng tới đó cho xỉu. Không? Nhưng mà cái này là mùi vị ngon. Mùi quay này rất là ngon. Nói về Lazada là chất mùi. Nè 25g protein nè, 0g đường nè, không? Gluten lactose free, 100% quay protein isolate. Cái chữ 100% nó quan trọng lắm nha các bạn. Mấy thằng khác lừa đảo á, nó ghi bỏ chừng trăm đi.
nó ghi whey protein isolate thôi. Vậy thì mày bao nhiêu gram whey protein isolate và bao nhiêu gram whey cùi mày? Nó chơi chữ ghê lắm. Nè, 100% whey protein isolate. Là ý nó nói là trong đây là 100% là whey protein isolate luôn, chứ không có whey concentrate mày. Ở bên Lavada có một dòng nữa. Đó là whey plan hay whey concentrate gì đó. Nhưng mà dòng đó là BBT không phân phối. Mà BBT không phân phối cũng có câu chuyện nữa, nó điêu tôi mà. Lavada nó điêu Duy Nguyễn là bán thêm này đi Duy Nguyễn, nhập thêm đi. Nói thôi, này bên tôi nó uống khách hàng nó uống isolate không à. Nó muốn plan đâu. Cái nó ủ ghê vậy. Cái nó ủ sao khách hàng mày smart quá vậy. Nói tại tôi làm video nhiều mà, tôi làm video nhiều nó smart vậy đó. Và nói về công nghệ mùi vị thì BBT cũng phát triển rất là nhiều mùi của con này luôn. Mà hàng tương đối nó về cũng rất là đều đặn. Nói chung bạn xài thằng này bạn có rất là nhiều thế mạnh. Thứ nhất là bạn dư ra ít tiền mà kết hợp này kia nọ. Thứ hai nữa là nói về bổ sung protein sau tập. Nếu mà cho thằng điểm 100 á thì tôi chấm nó phải 95 á. Tại vì 5 điểm trừ là tôi trừ cái gì biết không? Nope. Tôi trừ nó không có $2 thôi. Tôi trừ nó không $2 thôi chứ. Nhưng mà giờ lấy thêm 5 điểm $2 bỏ ra đóng tiền chịu không? What? Nghịch lý nó nặng vậy á. Lấy thêm $2 bỏ ra đóng tiền. Tại vì $2 nó phải $2 từ cái nào cho bạn hiểu không? Tức là thằng này nó tóm lại nó là king of isolate. King of isolate. Nói về isolate tao chấp hết. Nào xào xào vô đây. Đó. Sản phẩm thị trường nè, nói về isolate chấp hết. Đó mà nó bỏ vô trong cái gói này nữa nè. Thật ra cái gói nó có hai tác dụng ba ơi, nó thẳng luôn nè. Cái gói này nó thân thiện môi trường, nó là một cách nói, nhưng mà thứ hai cái gói nó rẻ. Bây giờ nó quất thuế vô mấy cái hộp mắt, đúng không? Nên bỏ vô cái gói như vậy nè. Đó là rất là tiết kiệm tình cảm, nên bạn uống vì chất lượng là thằng này. Còn cách pha, cách thiết thì đừng quay nào cũng pha như nhau, không khỏi bàn cãi. Cứ nhỏ nhỏ thì một muỗng sau tập, còn lớn lớn thì hai muỗng. Vậy thì khi mà các bạn xài cái thằng xài Lapora thì các bạn sẽ cần feel nữa đúng không? Trời xin quay còn xin lean body. Thí dụ như bạn ốm thì bạn chọn mát, cái đó khỏi suy nghĩ. Nhưng mà giận thằng vừa trời xin quay còn xin lean body. Vậy hai cái đó có thể làm sao? Đơn giản thôi má. Quay là uống sau tập. Sau tập quay là the best. Còn thời điểm trong ngày lean body là the best. Buổi sáng lean body là the best. Hiểu rồi vậy? Okay. Uống phải kết hợp nếu có tiền. Còn không tiền chịu. Nếu bạn không có tiền, bạn mua được một loại bạn hết tiền, tôi không có gì để nói đó. Còn nếu mà bạn mua được nhiều loại thì bạn là con trai, bạn tập gym uống quay. Con gái uống lên body được rồi, nó khác. Con gái nó khác. Hiểu chưa? Nếu bạn có kiến thức thì bạn về bạn tư vấn được cho cha, cho mẹ, cho em gái, chị dâu, em rể, cô hàng xóm. Tất cả đều được, đều rất là ok. Đó, còn giờ muốn hay qua đây nè, nó rất rõ ràng phải không? Lavada trong quay được thiết kế cho vận động viên nè, rồi nè. Purest là gì? Tinh khiết nhất. Nè, highest quality là gì? Chất lượng tốt nhất, tinh khiết nhất, chất lượng tốt nhất. Một muỗng nó 25g tổ protein, nó sẽ bơm nhiên liệu những cái acid amin cần thiết, bao gồm cái những chuỗi phân nhánh BCA, cung cấp cái sự hỗ trợ kịp thời, tức thời vô từng tế bào cơ bắp. Đó, sẽ promote là gì? Giống như tăng lên, làm gia tăng lên cái sự phục hồi sau tập luyện đó. Và trong đó là Labrador ISO 100% Whey Protein Isolate này, nó không chứa đường. Thật là một giải pháp tuyệt vời cho dieting. Rồi tiếp tục nè, không chứa lacto luôn. Ghê chưa? Cam kết mà không chứa lacto là whey đó phải tinh khiết dữ lắm. Chứ quay thường thường không tinh khiết lắm, dám cam kết là không chứa lacto đâu. Vậy bạn nào mà uống sữa bị gì thì uống quay này sẽ không bị, tại nó lacto free, không đường, không lacto. Hiếm còn quay là không đường, không lacto lắm các bạn. Vậy tôi nói thằng này là king of isolate mà, nó đấu lên nó đâu. Mệt quá. Rồi gluten free đồ. Nói chung là trên đây nó ghi là tôi chấp hết những cái hệ tiêu hóa mà sensitive nhất, tức là hệ tiêu hóa mà nhạy cảm nhất. Đó, cái dòng cuối cùng nè, tức là đại loại là nó là làm từ một cái được sản xuất bằng phương pháp dây chuyền là microfiltration, không có hun nung nhiệt và không chứa những axit đậm đặc làm giảm sản phẩm. Từ đó sản phẩm này là chất lượng cao nhất. Mà hàng này là của Lavada, mà Lavada nó con cầu thần chủ chung nha bạn. Lavada là cái gì nè, thần chủ tròn tròn nè. Nếu mà nó xuất hiện trên label là nó có trong hộp cầu thần chủ chung á, tức là nói về cái độ label là ở Lavada nó có độ trust label. Trust label, label không lừa đảo. Có những cái hãng cùi label lừa đảo các bạn. Tức là nguyên tắc bằng ghi label thì nó lừa đảo chút đỉnh trong phạm vi cho phép thì không phạm luật. Còn này là trust label luôn. Mà để trust label đó nó phải được test bởi third party. Tức là cái bộ phận nhà máy á, nó làm tốt nhà máy thôi, nó không được quyền can thiệp vào phần nghiên cứu. Này gọi là tam quyền sản xuất. Đó. Bộ phận nhà máy á, thì nó làm tốt
cái việc nhà máy sản xuất trong trong nội bộ nhà máy thôi. Tất nhiên nhà máy nó cũng phải có test, nó cũng phải kiểm tra mà trong phạm vi của nhà máy thôi. Rồi cái bộ phận research là bộ phận nghiên cứu. Đó, bộ phận nghiên cứu, bộ phận formula thì bộ phận đó là bộ phận độc lập khác. Nó nghiên cứu ra cái sản phẩm này, nó đưa qua nhà máy, process. Nhà máy làm tốt cái công việc của nhà máy. Xong rồi, chưa đâu, đem một bộ phận khác nữa, một đơn vị khác, hoàn toàn độc lập luôn để test lại coi nó giống được cái thằng research kia nó làm không. Giống như bạn xây nhà đó bạn, kỹ sư xây mà nó, bây giờ thằng tự thiết kế, tự xây, tự ấy hết trơn, đương nhiên thấy ghê rồi, đúng không? Còn giờ là vẽ kiến trúc sư là một đơn vị khác, xây dựng là một đơn vị khác, thẩm định là đơn vị khác mới được này vậy đó. Đó là mình nên ở đây là cho bạn hiểu thêm về cách làm của Labrador. Bởi tôi thích làm ở Labrador là vậy đó, nói chung là nó phê lắm mà cảm giác này khó nói lên lời. Nên nó tóm lại thì đây sản phẩm mà Nguyễn cầm trên tay này nó rất là đáng giá trị nha mày. Một bịch như vậy tới 73 liều dùng, kinh khủng khiếp. Thì thôi, bạn muốn biết thêm thông tin chi tiết bạn lên website bạn coi. Trên website là một rừng kiến thức, một rừng thông tin hữu ích. Còn trong video như Nguyễn chỉ chia sẻ những cái mà nó quan trọng thôi.